bí quyết để sống hạnh phúc. Có một chàng trai trẻ tên Kai sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô Tokyo, Nhật Bản, mang một tâm hồn bồn chồn và muốn tìm kiếm nhiều thứ từ cuộc sống hơn những gì ở ngôi làng nhỏ có thể mang lại. Anh ấy không ngừng tìm kiếm cuộc phiêu lưu và thử thách tiếp theo và không bao giờ hài lòng với nơi anh ấy ở. Một ngày nọ, Kai nghe nói về một vị thiền sư vĩ đại sống trên đỉnh một ngọn núi gần đó. Kai quyết định rằng sẽ đi tìm kiếm vị thiền sư với hy vọng rằng thiền sư thông thái có thể giúp cho anh ấy tìm thấy mục đích và ý nghĩa của cuộc đời. Sau một hành trình dài và vất vả, Kai cuối cùng cũng đến được đỉnh núi và tìm thấy nơi ở khiêm tốn của vị thiền sư. Thiền sư đón Kai với một nụ cười ấm áp và mời anh ấy nói chuyện. Kai trải lòng với thiền sư, kể về sự bồn chồn và không ngừng tìm kiếm điều gì đó của anh. Sau đó, kiên nhẫn đưa cho Kai một tách trà, thiền sư mỉm cười và nói: "Trà không phải là điều quan trọng, mà hành động uống nó là hành động hiện diện trong khoảnh khắc và đánh giá cao những gì ở ngay trước mặt bạn." Kai nhận ra điều đó, khoảnh khắc mà anh ấy đã quá tập trung vào cuộc phiêu lưu tiếp theo, thử thách tiếp theo, đến nỗi anh ấy đã bỏ lỡ vẻ đẹp của khoảnh khắc hiện tại. Anh ấy cảm ơn thiền sư và hứa là sẽ sống trong hiện tại và trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Khi anh ấy xuống núi cảm thấy nhẹ nhàng và mãn nguyện hơn so với những năm trước, anh ấy nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không đến từ việc tìm kiếm nhiều hơn mà là từ việc trân trọng những gì đã có mà bạn thấy trong cuộc sống. Phải có mặt trong thời điểm này để đánh giá cao vẻ đẹp của sự đơn giản, để tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng. Những giá trị này có thể giúp cho chúng ta tìm thấy sự hài lòng và mục đích trong cuộc sống của mình, bất kể chúng ta là ai, chúng ta đang ở đâu hay chúng ta đang làm gì. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem và theo dõi. Hãy luôn ủng hộ channel của chúng mình nhé. Chúc cho các bạn một ngày thật may mắn.